Chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ học nhanh cách sử dụng Windows 11. Đây là cái phiên bản Windows 11 23H2. Thì đầu tiên thì để sử dụng cái Windows 11 này thì đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến là việc chạy chương trình. Chúng ta nhấn vào cái nút này, chúng ta nhấn vào app và chúng ta quận xuống dưới này, chúng ta tìm cái app chẳng hạn như là Excel, phần Y, W, phần vuộc. Nhưng có một cách nhanh hơn đó là các bạn gõ thẳng vào đây, hoặc là gõ thẳng cái tên chương trình vào cái box này. Đó. Thì cái vuộc nó sẽ xuất hiện ở đây, gõ đây xuất hiện ở đây, tức là cái box search. Đây là cái thanh taskbar. Bây giờ bạn muốn sắp xếp lại đưa một cái chương trình ra ngoài này thì các bạn sẽ tìm cái chương trình nó ở trong này. PowerToy đi, PowerToy. Thì tôi search nó ở đây. Sau đó tôi bấm phải, sau đó tôi chọn là Pin to Taskbar. Thì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đó là chúng ta đưa một cái chương trình ra ngoài. Bây giờ muốn gỡ nó đi thì chúng ta bấm phải này. Chúng ta chọn Unpin. Rồi thì trên cái thanh taskbar này chúng ta sẽ có ở góc ngoài cùng bên trái này là cái widget. Đấy là những cái ứng dụng nhỏ hoặc là những cái tin tức. Muốn thêm một cái chương trình thì bạn nhấn dấu cộng vào đây. Sau đó bạn chọn lấy cái widget muốn đưa ra. Đó. Sau đó nhấn Pin. Nó tự động nó hiện ra đây. Cái này là những cái thêm cái widget muốn tắt đi rồi mình bấm ra ngoài. Còn đây là cái ở trên này nó có một cái đó là cái này gọi là Windows Copilot. Bạn muốn hỏi cái gì đó thì bạn bấm vào đây. Chẳng hạn như là lập chương trình cho đi du lịch 2 ngày 1 đêm chẳng hạn ở Đà Lạt. Chúng ta gõ thẳng tiếng Việt vào đây này. Thì nó sẽ tự động nó chạy cho chúng ta. Tiếp theo ở trên Windows 11 đó, thì chúng ta sẽ có cái gọi là multitask view. Bây giờ chúng ta có một desktop, 2 desktop, chúng ta muốn thêm desktop nữa. Một desktop là đánh vuộc, một desktop là chúng ta mở cái chương trình gì đó. Chúng ta nhấn dấu cộng vào đây. Đó, thì chúng ta qua desktop khác, chúng ta nhấn vào đây, chúng ta trở lại cái desktop 1. Chúng ta cái tiếp theo là chúng ta có thể thay đổi ngày tháng. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm phải, chúng ta chọn Adjust Date and Time. Nếu mà thời gian nó sai ấy, thời gian này ngày sai ấy, thì các bạn là vào Date and Time này bạn chỉnh. Đầu tiên chúng ta là time zone. Ở Việt Nam cái time zone của chúng ta là UTC 07. Rồi ở đây là tôi đã bật cái Set Time Automatically để cho nó sync với cái giờ trên mạng. Đây là cái này Set Time Automatically. Còn trường hợp mà bạn muốn thay đổi bằng tay á, thì bạn tắt nó đi rồi bạn nhấn Change vào đây và bạn có thể thay đổi ngày tháng. Còn ở đây là tôi tự cho nó đồng bộ với mạng thì tôi turn on nó lên. Đây là Set Time Automatically. Rồi, cái quan tâm tiếp theo á, là bạn quan tâm đến cái format này. Các bạn nhấn vào cái này nha. Ở phía dưới này Language Region này. Thì cái country chúng ta sẽ chọn country là Việt Nam. Còn cái regional format này, thường ngầm định là chúng ta cài thì thường là nó Mỹ, Anh Mỹ thì nó là tháng trước ngày sau. Còn đối với cái tiếng Anh kiểu format Anh thì nó sẽ ngày trước, thì chúng ta sẽ chọn cái United Kingdom này, chúng ta chọn vào đây vậy thôi, thì đó là ngày trước ngày sau đây. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể thay đổi cái độ phân giải màn hình. Set cái hình nền. Để thay đổi độ phân giải thì chúng ta bấm phải vào chỗ trống trên màn hình này, chúng ta chọn Display Setting. Thì trong cái Display Setting này chúng ta quận xuống, chúng ta chọn Display Solution. Đó, thì cái này là độ phân giải màn hình. Theo ngầm định thì nó sẽ có chữ Recommended. Thì tùy bạn, nếu bạn cần thay đổi thì bạn chọn xuống cái mục Resolution ở phía dưới này. Cái tiếp theo là chúng ta thay đổi cái hình nền, chúng ta bấm phải vào đây, chúng ta chọn Personalize, rồi chúng ta nhấn vào cái background này và chúng ta chọn một cái hình nền. Chỗ này chúng ta sẽ chọn Picture, đến này Photo, để chúng ta chọn Browse Photo, rồi chúng ta load cái hình của chúng ta lên thôi. Nếu tôi thích hình này thì tôi load nó lên. Rồi xong như thoát ra ngoài, chúng ta thấy cái hình nền nó thay đổi. Cái thứ ba đó là chúng ta sẽ thực hiện quản lý file. Thì để quản lý file trong Windows 11 á, thì nó sẽ dùng cái Explorer này. Chúng ta nhấn vào đây Explorer. Còn trường hợp nó không hiện ở đây á, thì các bạn nhấn vào đây, các bạn gõ Explorer Đó, chúng ta gõ chữ Explore cái là nó hiện ra đây này, chúng ta chạy. Nhưng mà quản lý chính của cái toàn bộ cái Explorer này chính thì thực ra thì nó sẽ quản lý ở cái PC này là chính. This PC, các bạn nhấn vào This PC thì các bạn nhìn sẽ thấy là trên cái máy tính này nó có bao nhiêu cái ổ đĩa thì nó sẽ hiện ra đây. Thì ở đây là tôi đang có hai ổ đĩa, một là cái Windows và một cái là ổ C và một cái là ổ D, hai cái này là ổ logic. Đồng thời nó cho chúng ta biết là cái dung lượng ở đây. Đối với người mới sử dụng thì chúng ta sẽ thường ổ C là ổ hệ thống và ổ D là ổ dữ liệu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở hai cái cửa sổ để chúng ta có thể là copy. Đã, muốn thay đổi cái panel này chúng ta kéo này. Đây, chẳng hạn chúng tôi có cái thư mục là bài tập thực hành. Cái thư mục này bạn tưởng tượng như cái cặp ạ. Thì trong cái thư mục này thì chúng ta sẽ có những cái thư mục con như thế này. Rồi trong những cái thư mục con để chúng ta có thể có những cái thư mục khác hoặc là những cái file, tài liệu. Thì bên này nó gọi là navigation, còn bên này nó gọi là content này. Rồi, bây giờ để copy thì đầu tiên là bạn sẽ chọn. Rồi có chọn liên tiếp thì chúng ta sẽ click trên cái file đầu tiên, và để phím Shift click trên file cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái này. Và để copy thì chúng ta có thể bấm phải, chọn copy, hoặc là chúng ta có thể chọn copy ở đây, hoặc là chúng ta có thể nhấn Ctrl C copy, Ctrl V là paste ra. Bây giờ chẳng hạn tôi nhấn Ctrl C là tôi sẽ copy toàn bộ cái này. Rồi tôi chuyển đến cái đích đến. Nếu cái đích đến của tôi là một cái thư mục nào đấy. Rồi, tôi mở ra cái tab mới. Nó sắp xếp nửa cửa sổ. Chẳng hạn này cái này screen đi. Rồi, tôi sẽ copy cái này từ đây qua đây. Thì bên này sau khi chọn xong tôi bấm phải copy. Rồi bên này tôi bấm phải. Tôi chọn paste hoặc là nhấn Ctrl V thì nó ra đây. Muốn undo thì tôi nhấn Ctrl Z. Rồi, vậy thôi. Muốn di chuyển thì bên này thì tôi cứ nhấn Ctrl X hoặc là bấm phải, chọn cắt này. Đó, Ctrl X cắt. Để sang bên đây tôi nhấn bấm phải hoặc là tôi nhấn Ctrl V là nó paste ra. Đó, thì nó chuyển từ bên này qua bên này. Rồi, tôi undo, tôi nhấn Ctrl Z. Ngoài ra chúng ta có thể dùng drag and drop, tên hạn cấm này kéo này. Đó, nó sẽ thành cái chữ move to screen, move. Bây giờ muốn tạo bản copy thì tôi sẽ giữ thêm phím Ctrl kéo này là nó copy này. Để việc sắp hai cái màn hình này thì các bạn nhấn Win mũi tên nhé, Win mũi tên, nhấn Win này, Win mũi tên trái phải vậy đó. Để nó tự nó sắp hai màn hình. Bạn có thể thay đổi cái chế độ view. Chúng ta view cái này là view nội dung, view thumbnail. Chúng ta có thể chuyển qua view list. Bạn sẽ thấy cái tên file ở đây. Hoặc là chúng ta có thể chọn View Detail để chúng ta có thêm là tên file để toàn bộ những cái này. Nếu muốn xem cái hình ảnh nội dung thì chúng ta có thể chọn là View Thumbnail. View ở đây là Large Icon hoặc Medium. Chúng ta chọn Large Icon thì nó thế này. Mà chúng ta muốn nó bự hơn thì chúng ta sẽ chọn là Extra Large. Đó, nó bự đến thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn View Detail đi. Rồi, khi View Detail thì chúng ta nhìn này. Bây giờ chúng ta muốn coi thêm cái nội dung bên này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái Detail này. Chúng ta thấy là với những cái file ảnh hoặc PDF là bạn có thể view được cái nội dung ở phía bên này. Nhờ cái nút, cái panel Detail. Một cái điều nữa thì chúng tôi muốn nói về cái mục mà Setting. Đó là chúng ta nhấn vào cái loa này. Chúng ta sẽ hiện lên cái gọi là cái Quick Setting ở đây. Ở chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có cái mục này là Line này. Đó, cái này là bảo vệ mắt nha các bạn. Nếu chúng ta không check vào đây thì cái ánh sáng nó sẽ là ánh sáng trắng. Còn nếu chúng ta chọn là cái nhìn buổi tối thì nó sẽ hơi vàng vàng, nó dịu hơn. Thì cái này nó bảo vệ mắt, nó giúp cho bạn làm việc lâu ở máy tính á, là các bạn sẽ bảo vệ được máy tính. Rồi, chúng ta qua mục tiếp theo, đó là làm sao điều chỉnh âm thanh và ghi âm. Thì chúng ta nhấn vào cái nút cái loa này. Đó, chúng ta có thể tăng giảm âm lượng ở đây. Rồi, nếu bây giờ chúng ta muốn ghi âm, chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này. Rồi, phía dưới này nó có cái setting này. Thì vào đây thì chúng ta cái phần speaker thì nó ở chỗ này, chúng ta nhấn vào chỗ này, đúng không? Rồi chúng ta nhấn sao trở lại. Còn phần microphone là phần input này, thì chúng ta quận xuống dưới để chúng ta chọn cái microphone mà chúng ta sẽ sử dụng. Như ở đây là tôi đang có hai microphone, một cái là của cái này là laptop, một cái ngầm định laptop, còn cái này là tôi cắm thêm một cái webcam này, nó tên là BHD525 này. Nhấn vào đó, thì vì ở đây là tôi đang dùng rồi nên là nó đang báo này. Thì cái mục này nếu nay mai các bạn sử dụng thì các bạn sẽ tăng giảm volume microphone ở đây, sau đó các bạn nhấn cái status và các bạn nói chuyện, nói hiu nói vượn gì đó, làm sao cái volume này nó trong khoảng là 70 đến 75 thì cái kết quả trả về chỗ này này là 70-75 này là đẹp, bởi vì là theo khuyến cáo của Microsoft là dùng cái này là cái âm thanh nó vừa đủ. Nếu mà nó lên tới 100% thì cái tiếng nó sẽ bị méo, còn nếu dưới 50 thì cái tiếng nó nhỏ quá. Rồi, đấy là ghi âm, là chúng ta chỉnh mic. Sau khi chỉnh mic xong thì chúng ta sẽ chạy cái chương trình này để chúng ta record trong máy tính sound. Nó sẽ là Voice Recorder. Đó, chúng ta gõ chữ Recorder hoặc Voice thì nó ra cái app này. Rồi, thì đây là cái giao diện của Voice Recorder. Thì tại vì ở đây là tôi đang ghi âm, ghi màn hình nên là nó có thể nó sẽ bị lỗi. Và để test thì các bạn ghi âm, nhấn vào đây ghi âm. Mà khi các thiết bị này nó có thể ghi âm và nó có thể play lại thì có nghĩa là những cái tác vụ cơ bản, cái thiết bị nó hoạt động ở mức cơ bản bình thường với Windows, thì khi đó những cái chương trình học tiếng Anh khác thì nó mới hoạt động nha. Thì chúng ta sẽ dùng cái cách này để chúng ta test trước khi chúng ta vào những cái chương trình học tiếng Anh hay này khác, để chúng ta biết rằng là thiết bị của chúng ta là hoạt động trơn tru. Bây giờ gõ dấu tiếng Việt thì bản thân cái Windows 11 á, thì nó có một cái mục đổi keyboard chỗ này, các bạn nhấn vào đây thì các bạn có thể switch qua chương trình tiếng Việt hoặc là chương trình tiếng Anh, gõ dấu gõ tiếng Việt ở đây. Nhưng mà tôi do thói quen này tôi vẫn chạy cái UniKey. Thì cái UniKey thì các bạn có thể download ở trên Google, các bạn search UniKey như thế này, các bạn down xuống rồi các bạn chạy chương trình gõ dấu tiếng Việt. Một trong những lý do tôi dùng cái UniKey ấy, bởi vì bản thân cái UniKey ấy, nó có những cái tool ở trong, ví dụ mở rộng như thế này để ở trong này đó, nó có những cái option riêng. Rồi ngoài ra đó là nó có những cái trỏ vào đây, tôi bấm phải đấy, ngoài ra là nó còn có cái chuyển đổi mã này để nó có xóa dấu tiếng Việt luôn đó, chuyển mã nhanh này đó. Rồi, không có clipboard nó không chạy. Ngoài ra trong này nó có cái chuyển mã nhanh, rồi xóa dấu tiếng Việt, nói chung là rất nhiều cái công cụ đây. Rồi, chuyển sang chữ hoa, chữ thường, đảo mã, chuyển mã, rồi xóa dấu tiếng, loại bỏ dấu này. Đó là lý do tôi vẫn cài UniKey cho cái trình hình gõ dấu tiếng Việt. Rồi chúng ta chuyển nhanh qua Paint. Thì để chạy Paint chúng ta gõ vào đây Paint. Paint là công cụ gõ vẽ cơ bản của Windows. Thì các bạn đầu tiên các bạn chọn New, File New. Thì những cái vẽ này thì nó cũng giống như là những cái kia thôi. Thì ở trong Windows 11 này nó có mới là mới cái laser này. Nếu các bạn đã dùng Photoshop thì các bạn sẽ hiểu là nó thành từng lớp. Chẳng hạn đây là lớp 1, tôi mở thêm lớp 2. Đấy, là tôi nhấn new, hoặc là tôi có thể duplicate vào đây, bấm phải. Tôi sẽ vẽ thêm vào cái lớp tiếp theo. Rồi, đây tôi chuyển lên màu đỏ, tôi vẽ. Bây giờ tôi duplicate tiếp. Rồi tôi vẽ lớp tiếp theo. Những laser đó thành từng lớp như vậy. Rồi một trong những điều mới của cái Paint này á, là nó có thể xử lý ảnh. Chẳng hạn là chúng ta có cái hình này. Rồi, bây giờ chúng ta duplicate này hay laser. Chúng ta nhân cái nữa. Rồi chúng ta duplicate laser này. Bây giờ chẳng hạn là tôi muốn xóa cái hình nền đi. Xóa cái hình nền này. Thì chỗ này nó có cái remove background này. Nhấn vào đây cái đó, nó xóa ra cái hình nền này luôn. Đó là cái mới của cái Paint. Rồi, sau khi xong thì các bạn nhấn vào đây các bạn save, hoặc là các bạn thì có thể chọn save as. WordPad là cái chương trình của Windows để có thể gõ dấu và có nhiều cái cái trình soạn thảo, nhiều cái cho phép chúng ta chèn hình ảnh vào ở WordPad. Còn cái vuột mà chúng ta hay gõ là cái vuột này là cài thêm vào nhé. Này WordPad này. Cái WordPad này thì nó là cái trình soạn thảo cơ bản của Windows đây, giống như cái vuột hồi xưa chúng ta có cái vuột 6. Chúng ta có thể soạn thảo những cái đơn cơ bản ở đây. Tất nhiên cái này thì không thể bằng cái vuột chuyên nghiệp ở đây rồi. Cái vuột cao cấp hơn là nó ở đây. Nhưng cái này vẫn còn rất tốt nếu trường hợp bạn chưa cài cái vuột kia. Chẳng hạn bạn có thể insert picture, có thể insert hình, hoặc là chúng ta có thể soạn những cái đơn từ đơn giản trong khi chúng ta chưa kịp làm những cái khác. Ok, như vậy là chúng ta vừa học cách sử dụng nhanh tất cả những cái tính năng cơ bản của Windows 11 mà các bạn có thể sử dụng ở mức độ cơ bản. Xin cảm ơn các bạn. Để xem chi tiết về cách sử dụng Windows 11 hay là cách sử dụng chậm thì các bạn vào trong kênh, vào playlist, các bạn tìm trong cái mục là Windows 11 cho người mới bắt đầu. Thì trong này sẽ có những cái mục chi tiết cho cái Windows 11 mà sử dụng một cách rất chi là chi tiết. Xin cảm ơn.